Hi, Mr. xin chào các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục với phần từ đồng âm. Năm cặp tiếp theo các bạn nhé. Cặp đầu tiên sẽ đọc là check. Check. Check đầu tiên các bạn biết rồi ha, nghĩa là kiểm tra ha. Check thì thường mình cũng hay dùng từ này luôn ha, check lại hay kiểm tra lại ha, check. Từ này cũng vậy luôn, từ này chính là tấm xét các bạn ha, ký xét đó các bạn. Check. Check. Rồi, số 2 của mình ha, đều đọc là dear. Từ dear thứ nhất thì mang nhiều nghĩa, ví dụ my dear giống kiểu người thương hả, người yêu mến hả, ví dụ chẳng hạn như mình gọi bồ, gọi chồng, gọi gọi con, gọi cháu mình á, oh my dear kiểu vậy đó ha. Rồi tiếp rồi từ dear này cũng có nghĩa là mình bắt đầu câu, ví dụ xin chào hay là kính thưa ai đó, ví dụ dear sir, dear madam ha, được chưa? Rồi hay là my dear friend, người bạn thân thương gì đó ha, dear. Rồi tiếp, dear này có nghĩa là động vật ha, danh từ hươu hay là con nai đó các bạn, dear. Rồi số 3 ha, hai từ này cùng đọc là site. Site, từ site thứ nhất thì chính là địa điểm ha các bạn, site, nó cũng giống như kiểu location đó các bạn, hay place. Còn từ site này có nghĩa là trích dẫn hay viện dẫn lại ha, site. Number 4, hai từ này sẽ đọc là cereal. Từ này á, từ thứ nhất có nghĩa là ngũ cốc nha các bạn ha, ăn ngũ cốc đó, cereal, cereal. Từ thứ hai á, từ này nếu mà là danh từ thì có nghĩa là phim hay truyện hay là kịch nhiều kỳ. Còn cereal có nghĩa là nếu mà là tính từ thì kiểu như là hàng loạt hay là theo chuỗi gì đó các bạn ha, cereal, cereal. Rồi số 5 của mình ha, hai từ này sẽ đọc là council, council. Council thứ nhất có nghĩa là hội đồng, ví dụ hội đồng thành phố, city council các bạn ha, council. Từ thứ hai cũng là council luôn, nhưng mà nếu mà danh từ thì nó có nghĩa là kiểu cô Huyền không nhớ lắm nhiều nghĩa, nhưng mà nó có nghĩa là kiểu lời khuyên răng đó. Động từ thì cũng có nghĩa là kiểu như là khuyên hay là tư vấn kiểu vậy ha, council. Lại nhá, cặp thứ nhất nè, check. Thứ hai sẽ là gì, dear. Thứ ba sẽ là site. Thứ bốn sẽ là cereal. Và thứ năm sẽ là council. Thấy, tại sao goodbye, see ya.